của ly này có giá 50.000. Oh my god. Và đây là nụ hoa của nó. Mọi người cùng đếm xem là nụ ly kép này sẽ có bao nhiêu cánh. Nụ này là trong lúc mình cuốn gói để đưa chúng nó về quê thì có lỡ làm gãy, chứ bình thường là không có nỡ bẻ nó đâu. Cái ly này thì cũng khá là khó chăm ấy, hay bị cháy lá rồi thối ngọn rụng nụ các thứ. Nên là để được một cái nụ như thế này là bao nhiêu là công sức. Trong trời, trong đất, trong mây, nắng một chút thì phải đưa ra tắm nắng, mà nắng quá thì lại phải bê vào. Ngày mà chúng nó bắt đầu tách nụ ra thì đếm từng cái nụ một. Lúc này thì hoa chưa nở nên mình không biết như thế nào, nhưng mà khá là bất ngờ đấy. Tại vì hơn 20 cánh rồi, mà bình thường mình nhìn thấy ly kép ở chợ đang bán là có chục cánh thôi. Oh wow, đây là giống khác rồi. Khi hoa nở thì những cánh hoa sẽ xếp tầng tầng lớp lớp và cuộn vào tận phía bên trong, gần như là không thể thấy nhụy của nó luôn. Cái mùi thơm của nó thì nhẹ nhẹ lan tỏa khắp mấy gian nhà. Mình cảm thấy là nếu mà 50.000 cho một củ mà từ 6 đến 8 tay như thế này thì quá là tuyệt vời, quá là xứng đáng luôn.